dàn diễn viên Harry Potter ngày ấy sau 20 năm bây giờ ra sao? Đã 20 năm kể từ ngày quyển đầu tiên trong loạt sách Harry Potter, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy lên kệ, nữ nhà văn J.K. Rowling đã cho ra mắt tổng cộng 7 quyển sách và lần lượt 8 bộ phim ra đời, chưa kể loạt tiền truyện. Khi được dựng thành phim, Harry Potter trở thành loạt phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, kéo theo thương hiệu Harry Potter có giá trị hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Bộ phim đã làm nên tên tuổi của rất nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, sau 20 năm, số phận của họ thay đổi quá nhiều. Theo bạn trong video phần 1 này, ai trong số những diễn viên ngày ấy đã có thay đổi khó tin nhất? Daniel Radcliffe, đến bao giờ mới dừng gọi tôi là Harry Potter? Daniel Radcliffe có vai diễn đầu đời vào năm 2001 trong một TV series mang tên David Copperfield năm 1999. Cũng trong năm đó, với Harry Potter, anh đã có sự thể hiện không thể tuyệt vời hơn trong vai chàng phù thủy trẻ tuổi. Thành công của bộ phim khiến Daniel Radcliffe nổi danh toàn thế giới và trở thành ngôi sao nhí giàu nhất nước Anh với khoản cát-xê khổng lồ lên đến 100 triệu đô la Mỹ. Từ một cậu bé vô danh, Daniel Radcliffe vụt sáng trở thành cậu bé được yêu mến nhất thế giới. Tuy nhiên, sau 17 năm, người ta vẫn gọi chàng diễn viên 28 tuổi đó là Harry Potter, bất chấp mọi nỗ lực thay đổi của anh. Tiền nhiều, danh tiếng lớn cũng chính là thách thức lớn nhất cho sự nghiệp của ngôi sao nhí này. Hào quang quá lớn dễ khiến các ngôi sao nhí lạc lối, đặc biệt là ở Hollywood. Anh cho biết bản thân đã phải đấu tranh nội tâm đến cực độ để đối phó với sự nổi tiếng quá lớn của bản thân cũng như sự tôn thờ quá mức từ người hâm mộ. Nhưng điều quan trọng là Daniel đã biết dừng lại đúng lúc. Ở cái tuổi mà các ngôi sao tuổi teen tìm cách đánh bóng tên tuổi thì Daniel Radcliffe chọn cách tham gia sân khấu kịch, nơi được xem là cái nôi của nghệ thuật. Ở tuổi 17, Daniel Radcliffe tham gia vào vở kịch mang tên Equus, nơi anh quyết định phô bày toàn bộ cơ thể trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Đó là khoảnh khắc mà người ta biết rằng chàng trai này muốn dấn thân và hy sinh hết mình cho nghệ thuật. Sau đó, khán giả tái ngộ Daniel trong vở nhạc kịch How to Succeed in Business Without Really Trying 2011 của Thánh đường nghệ thuật Broadway. Nhiều người phải há hốc mồm trước khả năng nhảy múa và ca hát điêu luyện của anh. Hay với vở The Cripple of Inishman 2013, không ít người bất ngờ trước khả năng diễn xuất tâm lý xuất thần của anh trong vai một chàng trai mồ côi mơ ước trở thành ngôi sao Hollywood. Tháng 11 năm 2015, Daniel Radcliffe nhận ngôi sao khắc tên mình trên đại lộ danh vọng Hollywood. Với nhiều người, đây là một sự thừa nhận muộn màng bởi anh đã là một cái tên vang danh khắp toàn cầu từ rất lâu. Về điện ảnh, sau Harry Potter, người ta thấy Daniel Radcliffe trong đủ thể loại phim từ kinh dị như The Woman in Black, Victor Frankenstein, Horn, phim hài Trainwreck, Squish Army Man, phim thương mại Now You See Me phần 2, cho tới cả dòng phim tâm lý kén người xem như Kill Your Darlings. Không lựa chọn hoặc cũng không được nhắm đến cho các phim bom tấn, Daniel đa phần xuất hiện trong những dự án độc lập, kinh phí thấp cùng rất nhiều những hóa thân đặc biệt và ấn tượng. Daniel Radcliffe luôn tự ném mình vào những vai diễn hà khắc nhất, khổ sở và cũng kỳ dị nhất, cốt để khán giả quên đi anh từng là Harry Potter. Thế nhưng chưa có vai diễn hay bộ phim mới nào của anh tạo được nét nổi bật thật sự. Ngoại trừ The Woman in Black là tiếng vang duy nhất thời kỳ hậu Harry Potter của Daniel Radcliffe, các phim còn lại đều rơi tõm vào quên lãng. Không phải vì nó không hay, mà chỉ là người ta không muốn nhớ. Ví dụ như trường hợp phim Jungle, lý do khiến khán giả đến rạp chỉ là vì muốn xem Daniel Radcliffe và màn lột xác ngoạn mục của anh. Nhưng nhìn vào con số doanh thu 15.000 đô la Mỹ ở Anh và chưa đến 1 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới, một câu hỏi được đặt ra rằng khán giả đang thật sự yêu hay ghét chàng tài tử này đây? Harry Potter đã biến Daniel Radcliffe thành cậu bé phù thủy thần thánh của cả thế giới và dường như cũng vô tình xóa mờ đi tài năng và mọi nỗ lực của cậu dù đã 20 năm trôi qua. Đối với nhiều người, Harry Potter chính là Daniel Radcliffe và Daniel Radcliffe chính là Harry Potter. Tôi nghĩ tôi phải chấp nhận rằng một số người sẽ luôn coi tôi là Harry Potter và một số người không bao giờ muốn thấy tôi thay đổi. Daniel Radcliffe ý thức rõ ràng về sự thật này. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Emma Watson, hoa hồng đẹp nhất nước Anh. Lần đầu tiên ra mắt công chúng của cô bé 11 tuổi Emma Watson là khi vào vai nữ phù thủy Hermione Granger trong tập phim thứ nhất của loạt phim Harry Potter. Có thể xem đây là vai diễn để đời của cô vì khi nhắc đến Emma Watson, không thể không nhắc đến nhân vật nổi tiếng này. Trước đó, Emma chưa từng diễn xuất chuyên nghiệp mà chỉ tham gia một số vở kịch của trường. Không chỉ là diễn viên tài năng, Emma Watson rất quan trọng vấn đề học tập của mình.
Bất chấp việc phải dành nhiều thời gian cho việc quay phim, cô vẫn đạt được kết quả học tập tốt. Trong tiểu thuyết Harry Potter, Hermione là người duy nhất trong bộ ba quay trở lại trường Hogwarts để hoàn thành chương trình học năm 7. Trùng hợp, Emma cũng chính là người duy nhất trong bộ ba ngoài đời thật quay trở lại trường và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân văn học Anh của Đại học Brown danh giá. Emma từng được tổ chức Guinness công nhận là nữ diễn viên đem lại doanh thu cao nhất thập niên với con số khổng lồ 5,4 tỷ đô la Mỹ tại phòng vé giai đoạn 2001 tới 2009, đồng thời nằm trong danh sách 100 người giàu ảnh hưởng nhất hành tinh do tờ Time bình chọn. Thế nhưng, thay vì hưởng thụ cuộc sống xa hoa, Emma Watson lại chọn cách hoạt động thiện nguyện tích cực và dùng danh tiếng để đóng góp cho phong trào nữ quyền. Năm 2014, Emma trở thành đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc về quyền phụ nữ. Tổng thư ký Ban Ki-moon đã trở thành thành viên đầu tiên của chiến dịch. Nhiều ngôi sao giải trí nam như Hugh Jackman, Tom Hiddleston, Jared Leto hay Eddie Redmayne sau đó cũng gia nhập phong trào này. Kể từ đó tới nay, Emma Watson không ngừng đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ và tới những vùng đất nghèo đói ở Bangladesh hay Zambia để giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng. Cô còn thành lập câu lạc bộ Our Share Shelf trên trang Twitter cá nhân có 24 triệu người theo dõi để người dùng có thể cùng chia sẻ những tựa sách hay. Vào thời gian rảnh rỗi, Emma thậm chí còn cải trang để ra ga tàu điện và phát hành những cuốn sách hay tới người đi đường với hy vọng sẽ giúp họ nhận ra ý nghĩa của việc đọc sách. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, Emma đã trở thành một hình tượng tiêu biểu cho nhiều thiếu nữ trên toàn thế giới về cả sự nghiệp, học vấn, tính cách, gu thời trang. Năm 2009, cô trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu Burberry. Hai năm sau, cô lại tiếp tục ký kết hợp đồng với thương hiệu mỹ phẩm Lancôme đình đám. Có thể nói, Emma luôn là ngôi sao được các tạp chí hàng đầu muốn cô trở thành gương mặt trang bìa như Elle, Vogue. Tuy nhiên, cũng giống như Daniel Radcliffe, hình tượng cô phù thủy nhỏ mà Harry Potter đem lại cho Emma lại vừa là cơ hội, vừa trở thành trở ngại cho sự nghiệp sau này của Emma. Sau khi loạt phim về cậu bé phù thủy kết thúc, Emma Watson thậm chí còn có ý định giải nghệ. Cô đăng ký học trường Đại học Brown năm 2009 và từng muốn bước khỏi Hollywood vĩnh viễn. Năm 2012, cô nàng Hermione ngoan hiền ngày nào đã lột xác thành Sam, một thiếu nữ nổi loạn trong The Perks of Being a Wallflower. Năm 2013, bộ phim The Bling Ring kể về nhóm trộm tuổi teen một lần nữa khiến công chúng có ánh nhìn khác về khả năng diễn xuất của Emma với vai diễn cô nàng Tiki chiêu trò. Sẽ thiếu sót nếu như không nhắc tới Noah 2014 trong sự nghiệp diễn xuất của Emma. Vai diễn Isla được nhiều ý kiến nhận định là điểm sáng của bộ phim và là một trong những vai diễn ấn tượng của Emma Watson. Mới đây, nhiều người đã nói đùa rằng thế hệ trẻ em sau này sẽ biết đến Emma Watson như cô thôn nữ Belle, chứ không phải nàng phù thủy thông minh cá tính Hermione Granger nữa. Thật vậy, phim chuyển thể từ phiên bản hoạt hình cùng tên ra mắt năm 1991 do Emma đóng vai chính, Beauty and the Beast đã thu về 1 tỷ 257 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu và trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2017 tính đến hiện tại. Để khẳng định bản thân, Emma không bao giờ dập khuôn vai diễn. Cô nàng luôn cố gắng thử sức mình với nhiều thể loại phim và với nhiều vai diễn đa dạng. Cô luôn nỗ lực để mọi người biết tới hình ảnh cô diễn viên tài năng, hoàn hảo trên mọi phương diện, chứ không đơn thuần chỉ là hình ảnh cô phù thủy tóc xù thuở nào. Rupert Grint, cậu bé phù thủy bị lãng quên. Mảnh cuối cùng của bộ ba đình đám, Rupert Grint đã từng đóng nhân vật Ron Weasley trong vòng 10 năm, từ năm 2001 đến 2011. Kể từ khi bắt đầu nghiệp diễn, Rupert trở nên bận rộn và không còn nhiều thời gian cho việc học nên đã bỏ học từ năm 16 tuổi. Có lẽ trong bộ ba, Rupert Grint là người ít của công chúng nhất. Anh vừa không chú tâm xây dựng một hình tượng nam thần tiêu biểu, vừa thích làm việc với những hãng phim độc lập ở Anh, nên các vai diễn của anh từ sau Ron Weasley không còn gây tiếng vang dữ dội trên toàn thế giới. Cát xê mà anh nhận được cho vai diễn Ron Weasley tương đương với Emma nhưng thua xa Daniel. Ở những phần cuối cùng, Rupert thậm chí còn trở thành người nhận cát xê thấp nhất. Sau khi loạt phim Harry Potter kết thúc, Rupert cũng theo gót Daniel xuất hiện ở cả ba lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, sân khấu. Anh tham gia vào nhiều dự án phim nhưng không gây được tiếng vang. Năm 2011, Rupert Grint tham gia đóng video ca nhạc Lego House cho ca sĩ Ed Sheeran. Đáng tiếc, anh đã không thể mang về cho mình một tuyến nhân vật chính nào. Trái ngược với mức độ nổi tiếng của hai người bạn thân là Harry và Hermione, sự nghiệp của cậu Ronald Weasley hiện tại bị chững lại và không mấy khởi sắc. Hai năm trở lại đây, Rupert không đóng thêm bất kỳ phim điện ảnh nào nữa mà chỉ tham gia vào vài tập phim truyền hình. Dường như anh đã mất hẳn niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ bảy, và nếu điều này là sự thật thì khá là đáng tiếc. Tuy vậy, Rupert Grint vẫn khiến nhiều người ghen tị với mức độ giàu có.
anh rất thành công khi quản lý một công ty kinh doanh bất động sản và một công ty điện ảnh. Ước tính tổng số tài sản của nam diễn viên vào khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!